Hát Tuồng Quân Dương Già Thiếu. Biết không? Con đâu biết chữ nào thì bây giờ con nghe con vui. Mày làm quân dương. Dạ. Tao làm thiếp. Dạ. Được không? Nhưng mà con có thuộc Hát Cương được không? Hát Cương hả? Hát Cương. Mà mày phải biết à, phải hát có văn chương rồi chứ không phải Hát Cương nói bậy bạ. Yên tâm. Hát, hát được phải không? Thôi đừng hát kiểu vậy, không phải đâu. Chứ sao? Đưa gì kiểu gì kìa. Đừng có ra bộ. Rồi rồi. Em đứng yên vậy nè, vua mà. Vua rồi. Được không? Mày hát tới đâu còn hát tới đó. Rồi, cái này là ông vua ra trận. Vua ra trận. Nha. Rồi nghĩa là từ giả hoàng hậu. Rồi. Cho nên lúc nào đi nữa, ra mày làm gì á? Quân dương phải có áo bào đàng hoàng. Hả? Ờ, đẹp rồi nha, cái này đẹp rồi. Bây giờ con đứng dậy ha, ngồi. Con ngồi má đứng. Không, má không có. Má mỏi chân má già. Má làm thiếp má phải đứng chứ sao mà. Ngồi ngang hàng với ông vua sao được. Thôi mà má cho má ngồi nè. Má mỏi. Thôi vậy đi, du di vậy đi. Rồi. Đức vua, chàng ra trận. Xin chàng đừng quên thiếp. Thiếp ở nhà dò võ ngông trông. Nàng cứ ở nhà khép cửa phòng quê đi chờ ta. Không, chàng ơi, chàng phải hứa với em chừng nào chàng quay quốc trở về. Nàng yên tâm, khi nàng dẹp xong giặc dữ, lúc ấy ta sẽ trở về. Thôi, ta lên đường kẻo ba quân mong đợi. Ta đi nha. Khoan, đừng đưa chuyện thường tình nhi nữ vào lúc này. Ta đi nha. Khoan, đừng làm nhục chi nam nhi. Ta đi nha. Khoan, thôi hãy cầm đi hỡi con tiện tỳ con nàng. Mẹ mày, tổ mẹ mày, sao mày kêu tao con tiện tỳ hả? Cái lương mà chửi thề. Tao làm hoàng hậu mà sao mày kêu tao con tiện tỳ? Điên hả? Trời ơi, con tưởng nó là mát mà quánh luôn vua chứ. Quánh luôn. Thôi dẹp đi. Mày hát vậy hàng chi cải lương chết là đúng rồi. Thôi giờ mấy mình má hát cho con nghe đi. Hát kìa. Hát gì cũng được. Lâu quá à. Hát hay quá mà. 2, 3 hát nè. Dưới trăng dòng sông trôi rất dịu dàng, như vải lụa vàng trôi về phương đông. Gành hào ơi, nửa đêm khuya ai hát câu hoài lang. Dần trăng khuya xuống giạt rừng tràm. Xe u liêu phàng, dây tơ đàn kèm buông thiết tha. Xe u liêu phàng, đưa cung đàn về bên bến xa. Hay quá đi, nghe má hát xong con đói bụng rồi. Không mà. Không có gì ăn. Kệ ăn đại. Bà khía rồi không? Bà khía đi, bà khía là ngon tuyệt vời rồi. Rồi bà khía ngồi chờ nha. Bữa nào đổ 4 khía nè má, ăn có 3 khía miết hả? À?